Hello, xin chào mọi người nha. Để lâu rồi mình lại quay chỗ khu vực này, chỗ mình hay đánh bẫy các bạn ạ. Cũng được mấy con. Đây là cây mét và cây mỡ đây. Cũng có mấy con các bạn ạ. Đấy, hôm qua mình đặt ở đây một chiếc nữa. Chiếc đầu tiên. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn vào xem nha. Xem được con nào không. Chỗ này đẹp như này mà không sập các bạn ạ. Đây, đang lấy chỗ này có sóc mà không sập. Cuối cùng cũng được một em các bạn ạ. Đây. Con này nhỏ nữa mà bị mắc ở đuôi này này. Đây, đấy. Cuối cùng cũng được một em. Nhỏ nhỏ, con này nhỏ hơn. Đây, sau một hồi mình đã đi thu bẫy về các bạn ạ. Đây, trong này được một con. Đây, một con nhỏ, sóc bông nhỏ các bạn ạ. Đây. Đây, mình cũng may mắn được một con nhưng mà chưa hài lòng lắm. Vì chỗ mình đặt khá là đẹp. Khá là đẹp và khá ưng ý mà chỉ được một con thôi thì thu cái bẫy về các bạn nha, hôm sau là quay lại tiếp, hy vọng là sẽ may mắn hơn các bạn ạ. Đây các bạn, nhà mình đã đưa sóc em sóc nhỏ của mình về đến nhà trong chuồng. Bây giờ là mỗi lần đi đánh bẫy về là thích nhất cái khoản này, cái công việc này gọi là được thả sóc thêm vào chuồng bạn ạ. Thôi tao sẽ thả mày nha, để mà ăn, để mà ăn gì đó, là có lẽ đói bụng từ hôm qua, nghe có vẻ yếu hơn. Xem con này như sóc sóc cái các bạn ạ, sóc cái nhỏ, đấy, sóc cái đây, đấy đấy. Đấy. Nó yếu rồi vậy nhé. Thôi ra nhá. Mười con chưa? Con thứ 10, đây là con thứ 10 này. Mười con, ra đây. Mười con, ra đây. Ừ. 16 con khác còn nhỏ hơn. Đấy, chạy. Thôi chơi với các bạn nhá.